Một cựu chiến binh, người có công với cách mạng bị một số cơ quan nhà nước trù dập, giấu hồ sơ, giấy tờ, chứng minh thư, khiến ông sống 32 năm bị mất thân phận với biết bao tủi nhục thiệt thòi. Cuối năm 2020, vụ việc được lãnh đạo chính phủ giao thanh tra chính phủ vào cuộc. Những thành viên của tổ rà soát của thanh tra chính phủ đã dũng cảm, dám nghĩ, dám làm khi nhận xử lý vụ việc này trong 15 ngày. Thể hiện quyết tâm và quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của những người yếu thế để tìm lại công bằng cho họ. Ông Nguyễn Ngọc Lợi là cán bộ DB. Sau năm 1975, ông được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học tại Đại học Y Bắc Thái, nay là Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên điều động ông công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú cũ, nay là Sở Y tế Phú Thọ. Lúc đó là bi kịch xảy ra với ông, khi bộ hồ sơ đó là giả, tất cả giấy tờ của ông bị thất lạc. Từ năm 1988 đến cuối năm 2020, qua 5 nhiệm kỳ Bộ trưởng Y tế, nhiều đời Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Lợi chịu biết bao tủi nhục, không được đi máy bay, đi tàu, con sinh ra không được làm giấy khai sinh. Cuộc đời ông như bị gắn chặt trong nhà giam tối tăm nhất, mặc dù là người chưa từng vi phạm pháp luật. Năm 2020, lãnh đạo Chính phủ giao thanh tra Chính phủ giải quyết dứt điểm vụ việc. Tổ trưởng tổ công tác rà soát vụ việc là thanh tra viên cao cấp Nguyễn Mạnh Cường đã mạnh dạn cam kết tìm ra sự thật vụ ông Nguyễn Ngọc Lợi đi khiếu kiện 32 năm với thời gian chỉ trong vòng 15 ngày và làm việc trên tinh thần không ngại va chạm với bất kỳ cơ quan, cá nhân nào. Qua 15 ngày, với nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành, đặc biệt là Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Sở Y tế Phú Thọ và phân tích, đánh giá, tổ rà soát vụ việc của thanh tra Chính phủ đã tìm được nút thắt của vụ việc. 32 năm trước, khi có văn bản phân công ông Nguyễn Ngọc Lợi về công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú, Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên đã không bàn giao quyết định 54 của Ủy ban Thống nhất Chính phủ cử ông đi học, đặc biệt là quyết định 166 hủy hai quyết định kỷ luật. Khi chúng tôi phát hiện ra cái điểm đột phá đấy thì có những cái điểm mở để chúng tôi tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ gặp gỡ, kiểm tra, xác minh, đối thoại cơ quan có liên quan và bản thân những người trực tiếp giải quyết vụ này thừa nhận những cái việc mà mình đã làm chưa đúng. Vụ việc này là đã sai ngay từ khâu đầu tiên, chứ không phải đến lúc sau này cơ quan giải quyết. Các cơ quan sau liên tục bám vào những cái sai đầu tiên đó để giải quyết. Tất cả những vụ việc khiếu nại tố cáo, nếu chúng ta được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, thì hạn chế khiếu lại vượt cấp rất là nhiều. Mình đặt vị trí vào như người ta đi khiếu nại, thì mới có một cái tâm để mà giải quyết. Nó đảm bảo khách quan và đảm bảo kịp thời. Và gần đây nhất là cái vụ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi khiếu kiện từ năm 1990 đến nay. Vừa rồi đây, đồng chí Phó Tổng Thanh tra, đồng chí Liêm đã chủ trì kết luận và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Mình bảo vệ quyền con người, mình để những cái trường hợp mà bất công như vậy kéo dài, chúng ta phải bảo vệ cái chính đáng hay không? Ngày 23 tháng 2, 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận chỉ rõ ông Nguyễn Ngọc Lợi là cán bộ DB, hồ sơ gốc của ông bị Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên giữ, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, cán bộ liên quan từ năm 1989 đến 2019. Kể từ khi Thanh tra Chính phủ kết luận, Thủ tướng đồng thuận, tôi cảm thấy như là chính là mình giống như là một tù nhân ngoài xã hội mà được ra trại và từ ngày đó là được tự do. Nếu như tất cả các đoàn thanh tra trước mà đều tận tâm và đều có trình độ sắc sảo như thế thì có lẽ công việc của tôi đã được giải quyết từ cách đây hơn 30 năm. Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực kéo dài đến kinh tế thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á và nước ta. Cuộc chiến chống COVID-19 cần phải có sự nhất quán hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Nhưng nhất quán không có nghĩa là cứng nhắc, mà cần có sự đột phá hợp với diễn biến thực tế. Mà đột phá dẫn đến thành công, nhưng cũng có thể thất bại. Muốn vậy, ở bất cứ cấp nào, nhất là tại các địa phương, rất cần những người đứng đầu, dám làm, chịu trách nhiệm. Câu chuyện xé rào trong công tác phòng chống dịch ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng. Chúng tôi đề xuất ban chỉ đạo và ban thường vụ thành phố chọn quận 7 cũng như Củ Chi để làm điểm, thực hiện đi tiên phong, rút kinh nghiệm,
cho những bước tiếp theo của thành phố. Đây là đề xuất của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên vào ngày 5 tháng 9. Thời điểm đó, cơ sở trong công tác chống dịch vẫn là chỉ thị 16 và tuân thủ các quy trình chống dịch của Bộ Y tế. Tuy nhiên, cấp ủy cũng như chính quyền quận 7 đã có những bước xé rào trong công tác phát hiện, điều trị như xét nghiệm nhanh thay vì chờ xét nghiệm RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt là lập một số khu cách ly thành bệnh viện dã chiến F0 khi số lượng ca dương tính tăng đột biến. Và tới thời điểm này, trên cơ sở của chỉ thị 18, quận 7 cũng đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm như an sinh xã hội, an ninh trật tự và đặc biệt là phát triển kinh tế. Vấn đề trọng tâm nữa đó là chúng tôi cũng đã triển khai đánh giá lại các cái nội dung công việc. Cụ thể là trên hai cái phương diện, một là về cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng để đánh giá lại cái tình hình là làm sao để kiểm soát và không để tái bùng phát dịch ở trong các cái cơ sở sản xuất kinh doanh. Và cái nội dung thứ hai đó là không để tái bùng phát ở trên cái khu vực địa bàn dân cư. Nới lỏng tạo điều kiện cho sản xuất dịch vụ nhưng không chủ quan. Vậy nên những cơ sở kinh doanh thực phẩm tấp nập người mua như cửa hàng vịt quay này của ông Sang luôn được chính quyền động viên bên cạnh công tác tuyên truyền. Tôi rất là vui khi cửa hàng tôi được mở trở lại. Chính quyền cũng được thường xuyên xuống nhắc nhở. Tôi cũng giữ được cái khoảng cách an toàn cái người mà mua hàng để tránh cái sự lây nhiễm. Chúng tôi đã triển khai đến hệ thống chính trị của từ quận đến cơ sở trong cái việc làm sao để từng người dân hiểu về cái ý thức nâng cao phòng chống dịch. Và hiểu rằng là đây là cái thời điểm là chưa phải là người dân có thể tự do đi lại để vui chơi mà nên cảnh giác. Và chúng ta mới chỉ là kiểm soát dịch bệnh thôi chứ chưa phải là hết dịch. Và cái nguy cơ vẫn còn đó, nguy cơ còn rất là cao. Và rất mong từng người dân là không nên ra đường khi không cần thiết. Và nếu có phải ra đường thì cũng phải hết sức lưu ý rằng là ở đâu cũng có thể có virus. Căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn, thế nên có những thời điểm quận 7 đã không thực hiện theo Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh về chống dịch. Thế nhưng bước xé rào ấy lại là tiền đề đem lại thành công và được ghi nhận là địa phương chống dịch tốt của Thành phố Hồ Chí Minh vì đã kịp thời cứu chữa người bệnh và ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy sẽ không thể có những quyết sách đúng và sát với thực tiễn nếu thiếu đi những người đứng đầu dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ những câu chuyện trên đây có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt về phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh các đồng chí ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đóng góp ý kiến cụ thể các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.